Chào tất cả mọi người. Tối đêm nay mình với thằng Tính lại tiếp tục đi, buổi chiều này tiếp tục đi cắm câu nữa nha mọi người. Nhưng mà bữa nay, bữa trước á, cái ngày hôm trước, cái video trước mình với thằng Tính với cái ông anh đi cắm câu bằng mồi nhái. Nó dính không có nhiều mọi người. Nó dính chỉ có một hai con cá nhỏ nhỏ mà sấy con cá khá là to. Nhưng mà bữa nay mình với thằng Tính thì lại tiếp tục đi câu cắm nữa, mà bữa nay mồi này kích. Bữa nay mình với thằng Tính thì đi cắm câu mồi dế cả nhà. Giờ này hai thằng đi vô đây là lúc 6 giờ kém rồi, cho nên trời nó rất là còn nó mờ mờ, mình cũng không thấy rõ lắm. Chút xíu nữa cắm thì mình sẽ đòi đèn lên nha cả nhà. Các bạn đón xem cái video mình tối đêm nay, mà mình với thằng Tính thì tối nay lại đi thăm, chắc mồi dế thì đi thăm thường xuyên hơn cả nhà. Mình tối nay khoảng 8 giờ mình đi thăm hết á. Khoảng hơn tiếng đồng hồ mình quay lại mình thăm. Tại mồi dế rất là nhạy, rất là dễ hao mồi nữa, cho nên mình với thằng Tính đi thăm lại. Cho nên cả nhà mình đón xem coi mình với thằng Tính thì thu hoạch cái gì, có cái gì. Cả nhà đón xem với mình nghe để trải nghiệm đi cắm câu ở dưới quê, đồng quê mùa nước này cả nhà. Cũng đã ngập hết rồi. Đây, cái cần đầu tiên Tính nó cắm ở đây cả nhà. Nước thì đã ngập mênh mông hết trơn rồi. Cái gầy mấy bữa nay cảm đau họng, nói bữa nay nó âm thanh nó lại ghè luôn rồi các bạn. Các bạn thông cảm nha. Cảm mấy bữa nay bệnh từ bữa đi clip đi bắt ếch giữa đồng, để đó đi mưa đó tới giờ. Đây, các bạn coi nè, đây là cái cần đầu tiên của mình. Cắm đai dày dễ tính nè. Nè, dế nè. Nice. Đây là cái nhà dế mình chuẩn bị nè. Tính nó móc mồi đó, móc dế, nó móc từ ở dưới ngay chỗ cái phần đít của con dế móc lên. Mình móc ở trên đầu móc xuống cũng được, nhưng mà chị con dế nó dễ chết hơn rồi cả nhà. Cái mồi dế thì thường là nó sẽ dính được cá lóc nè, cá rô là nhạy nhất. Nhưng mà cá chê thì cũng vẫn dính, nhưng mà nó cũng không nhạy bằng. Thôi mình tiếp tục mình đi. Bữa nay dế mà này mình đi mua dế nè, 10.000 tiền dế cả nhà. Dọn thêm từng đi Tính. Đây các bạn coi, đây con dế nè. Lấy cần câu trước đi. Nè. Mua câu ngon cái chất chứ rồi cắm không trúng luôn đi đâu. Chính rồi anh em mình đi cắm trên đó mà mồi nhái á, mà cái khu đó ngon ghê hết sức luôn hết Tính. Cá bự, có cá bự mà bữa đó do về mình kiểm tra lại cả nhà. Do tình trạng của cọng dây gân của mình, dây gân trong này nó dễ, nó bị xe nhiều dòng con cá mà nó xe nhiều dòng nó làm cho cọng dây nó giòn. Cho nên bữa đó thằng Khoa nắm dở lên là ngay vị trí nó giòn, cái nó đứt ngọt luôn cả nhà. Hạ xuống chút đi Tính, nước ở đây nó không có lên đâu. Đây cũng được, muốn cắm đâu. Không được đây luôn. Mấy đèn cần không. Cắm đây đèn cần đi. Dọn chỗ thưa thưa nữa Tính.
ăn mình cắm đây, tính cắm đây cần nữa nha cả nhà. Đây. Bữa nay không dính mà tôi bỏ nghề luôn. Tính tới bữa nay nó không dính là bỏ nghề luôn các bạn. Nghề này của tính là ba đời giao là để lại rồi. Hồi nãy thằng Khoa thấy cầm nó đi cắm câu, cái già thì cơm gục già ghét lên. Tôi nói ủa con này con không có đi, ba với chú tính đi không à? Rồi mặc biết sĩ, tại vì bữa nay là ngày thứ hai đầu tuần á cả nhà các bạn, không có cho Khoa đi, tại vì đi con nó sáng ngày mai nó học nó thức dậy không nổi, thì đi vòng qua bên kia đi, đi vòng qua bánh luôn đi thôi, đi vòng bánh đi, cỏ dày quá vậy đó. Chạy như gặt nó. Ừ. Ở đây cần đi không? À. Nói vậy đó, tới chừng mà mình không gài cái gì. Thì ở đây biết cả nhà biết tại sao mà hai thằng mình với thằng Tính trở lại đây cắm câu không? Tại vì cái bữa trước á, hai thằng có đi gà bẫy chuột ở giữa đây vòng vòng đây nè. Thì phát hiện ra đây cá nó táp dữ lắm. Cho nên bữa nay trở lại đây cắm mồi nhái để kiếm vòng vòng để dài con cá lóc ra cả nhà. Để coi coi tối đêm nay có thu hoạch gì không. Mà cả nhà biết tại sao mà anh em mình đi cắm mà phải cắm nó chờ tối gì không? Tại vì cả nhà coi nè, vòng vòng đây là cái khu dân cư đông, mà mình đi ban ngày á thì sớm chút xíu thì anh em khác người ta thăm của mình. Cho nên mình thì muốn đi cắm hơi tối chút xíu thì để hạn chế cái người ta, cái anh em vòng xung quanh đây người ta thấy á cả nhà. Mình thì mình cắm ở dưới ruộng người nhà xung quanh, mùa nước thì nói chung là chim trời cá nước mà ai bắt được nấy ăn, nhưng mà cứ như mình hạn chế. Nói chung mà anh em mà có nhổ hay có thăm của mình thì cũng không có sao. Mình thì tại vì mình nói thì nói vậy chứ thăm thì cũng không có sao, không sao hết. Mà phải con cá mà, chủ yếu mình đi trải nghiệm ở bên đó cần đi. Mình tiếp tục ở đây, mình cắm ở đây cần nữa nha cả nhà. Dế này là toàn là dế non không à, không có dế già. Dế già cái nó bư dữ lắm. Dế già là cắm ngon nhất, cá táp á, nó không có xúc. Dế này dế non á, nó có cái nhược điểm nha cả nhà mình. Còn dế non á, nó có ưu điểm và nhược điểm. Cái ưu điểm của nó là nó dễ, rất là nhạy. Cá rô, cá chê nó cũng vẫn ăn. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là mình cá mà táp không trúng là văng miếng mồi, coi như là mình mắc mồi, là cái cần đó không dính nữa, mình phải thăm thay mồi mới được đó. Chuột á nha, cò hả, bay hả, chỗ này thơm quá ha Tinh, ngon lành, cành đào. Đây, lại tiếp tục cắm đây. Biết không, cắm này xong phải đi lại đâu cắm, không biết không, hơi đảo rồi anh cắm. Ừ. Mình thì cắm cây cần không có thống kê bao nhiêu cần, mình cũng vẫn là đem ra 29 cần, bữa hôm mình hao hết cần hết á. Ừ, đứt lử hết cần của thằng Khoa làm đứt cái ly video trước á cả nhà. Cho nên mình còn 29 cần. Để thôi tối đêm nay coi mình thu hoạch được cái gì. Ở đây mùa nước thì dưới quê thì rất là cá cả nhà, đầy á. Quan trọng là mình có thăm trước hơn anh em vòng vòng đây không thôi à. Anh em đây tôi thăm trước mình là coi như là mình không có. Cái này là miếng ruộng. Đó là cái miếng ruộng chứ không phải là mực. Thôi mình vô clip giữa mình cắm 2-3 cần hết á. Rồi có con dế già nè Tính. Cắm đây cần với kia cần đi. Đây nè, chỗ này nè. Mà thôi nó chạy vô hang làm không kịp nữa đâu. Bự không? Mày dí liền á, cho nó chạy liền với tao á. Mày đừng có nhấp nhấp.
dí liền á, cho nó chạy quán. Tính gặp chuột á các bạn. Đây, mời cắm đang cần được. Con dế già nè. Con dế già thì nó ngon hơn. Nó có sự sức sống nó mạnh hơn. Nó bự nước nhiều hơn. Mua 10.000 dế khá là nhiều các bạn, mà dế non nhiều. Dế non thì đi cắm mồi dế thì cả nhà mình thường là không biết đâu, dùng đồng quê các bạn sao thì mình không biết. Dùng mình á thì mình cắm mồi dế thì mình phải thường đi xiên đi thăm mới được cả nhà. Không xiên đi thăm thì không có ăn đâu. Nhiều khi cá gỗ, táo, cá bóc, cái dằn mất tiền miếng mồi của mình á. Đây, mình cắm đây, tiếp tục cắm đây một cần nữa. Chưa đây mình bắt con mồi rồi. Bữa nay mình nói chuyện không có rõ. Các bạn mình cố gắng nghe mình nói giùm bữa nay nha. Cái video này mình bị hư tiếng, hư giọng rồi, cảm hư luôn rồi, hư giọng rồi. Mùa nước ở dưới quê này thích lắm cả nhà. Đi cắm câu, bắt nhái, bắt ếch, bắt chuột. Nhưng mình thì không có duyên với chuột đâu. Mình đi bẫy chuột hôm gài băng mấy lần rồi, dính được có một hai con mỗi lần đi. Ở đây cần nữa đi Tính. Ê, cái bọc đắng rồi Tính. Cái bọc đắng rồi. Mai qua lít giữa đó rồi. Tao nghe cái bọc ở đầu đắng rồi đó. Táp dính rồi đó. Thấy cái bụng. Nghe là cái bập rắn rồi đó. Mình nghe cá táp ở đẳng cả nhà, mà không biết là cá táp trong lục bình hay là cá táp câu của mình. Thì mình đi chút xíu thì mình quay lại cả nhà, mình dạo một vòng. Với bữa nay mình duyên tính sẽ cắm cặp, mà giờ này cả nhà mình không thấy đâu. Cặp cái con kinh phèn. Giờ mình đang cắm ở trên ruộng, chút xíu mình đi xuống với kinh phèn mình cắm. Tính nó qua nó bắt con ếch các bạn. Chụp luôn hả? Không đem câu luôn hả? Rồi, lặn rồi hả? À, chứ nãy ta đi ta không quên đem cái túi đựng cá. Đây, thôi kệ đi, hơi là mình cầm mình vô trong mình kiếm đồ đựng. Mập không, nó ăn dữ lắm á, cái gầy nó ăn mồi dữ lắm á. No mồi ha. Đây, cả nhà mình con ếch nè. Ếch đồng thì thường thường là con không có to cả nhà. Thế này là mình đã trưởng thành rồi. Bự ít lắm, tại vì hầu như là ếch đồng thì ai cũng dễ bắt á, đi qua đại. Mình đang đi vô cái đồng cỏ chanh nè. Mới đi một vòng một các bạn, cứ quay lên nè. Trời ơi. Đây, con đầu tiên bắt luôn, lấy hên cả nhà. Đây, bắt luôn, lấy hên bữa đêm nay. Để thôi mình mở hàng nha cả nhà mình. Đây, con đầu tiên nè, lấy mồi khác đi. Móc đại gì? Mọi người thấy không, mồi dế là vậy đó. Cá nhỏ, cá to, cá bự, cá nào nó cũng dính hết chứ. Mồi dế đi, cá gô rất là ưa. Ngại lắm mới cắm đây quay vòng lại thì đã gặp được chú cá rô rồi. Ừ, cá nó bị dính điện cái gì thế này. Không có dính. Một chút nữa nổi lên nè. Chỗ này bị gì mà động nước chỗ này ta? Đóng bọng đây. Không phải, cái bãi cho kìa, nó sập kìa, kìa cái tính kìa kìa. Để chụp luôn. Cả nhà thấy con cá không? Cá mày dính đó cả nhà. Nhấp ra. Nó chê mồi rồi. Rồi chỉ vô chụp nó luôn đó nè. Vớt nó lên đó. Nó bị sằng mình hay gì đó tính. Đây mình phóng lên cho cả nhà mình xem đó. Nhà thấy không? Ứa gan không? Tao không có ăn không ơi. Tại bị ngập nước tao đâu có ăn đâu.
Thôi cắm đại đi. Cái gì mà cá bủng bủng mới đắng, không biết có dính đâu mà. Ha. Cắm đại đi. Ngân hơi là chút có tính. Nó vô, nó lội vô thì vớt lên đại đi tính nè. Nó lội lên ngay mình thì vớt đại lên. Có nó ngay mình không? Ngay thì vớt lên. Rồi đi đi. Nó không lội vô đâu. Thú vị không cả nhà mình. Đi quấn đi. Cái dùng trước tính, dùng trước đi chút lên mốc rồi. Ở đây cái này nè. Dính này ở dính dính. Dính này cả nhà. Cái gì tính? Con ếch. Trời ơi. Báo không. Ủa sao dính cái vỏ? Sao kìa. Trời ơi, mình tưởng là cá lóc mình mừng quá trời mừng luôn cả nhà. Ai ngờ dính ếch. Đây. Hồi nãy cái con ếch hồi nãy mình bắt được nó nằm đây nè. Ừ. Đây nè cả nhà, đây một con nữa nè. Thằng tính thì lại dính thêm một con nữa. Trời ơi, lại dính ếch. Hả? Dính hả tính? Dính hả? À, dính hả mọi người ơi. Đây. Cá chê trắng tính rồi. Cá chê trắng. Đây cả nhà ơi, một thành quả đầu tiên của anh em mình. Lôi xác cho mé tính. Ơi. Wow. Đây. Cầm đi tính. Đây là đi con tay sao làm đụng mất của chừng hết á. Đây. Con cá chê trắng hả chính ha. Trắng. Wow, được cá chê trắng rồi cả nhà. Quá đã. Cá chê trắng ở dưới quê mình bây giờ là số lượng giờ còn có hạn nha cả nhà. Quá đã. Rồi, một con. Hồi nãy là mình dính được con cá rô, một con ếch. Bây giờ mình lại tiếp tục dính được con nhái. Con cá chê vàng. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi các bạn nha. Cần con cá chê vàng. Đây, chê trắng. Quá đã. Quá đã một con. Mất mồi luôn hết tính. Ở ngoài kia nước giật là tính rồi. Nước nó giật xuống. Cho nên nước giật xuống cái mình thấy làm như mấy trận đó mình thấy không phê bằng à. Ừ, con còn cái gồ. Hồi nãy mình đi ra ngoài cái ngoài kinh phèn ngoài. Mà mình cắm thì tính nó cắm ở ngoài đó thì bây giờ nước lại giật nó hở lưỡi câu lên rồi cả nhà. Cho nên mình thăm thì mình gọi đèn nước lướt qua thì mình thấy có một con. Con cá rô hơi cũng nhỏ nhỏ cho nó cũng không bự lắm. Nhưng mà mình đang nói có điện thoại mình nói chuyện á. Thì tính nó kêu là chạy trong đây có dính một con cá. Nó thấy liệt liệt nó sẹt đèn á mọi người. Cho nên chạy vô đây. Thôi các bạn đi theo mình với tính tiếp tục thăm câu nha. Hết mọi hết tính. Hết mọi nè. Tiếp đi. Dính ở nhà ơi. Các bạn ơi. Quá đà. Có cái gì tính. Từ từ của chừng dướng đừng nắm cỏ của chừng cỏ nghe tính hả. Cái chê nữa hả, bé cỏ bé rồi. Lại tiếp tục nữa con cái chê quá đã. Cái này cái chê trắng đó tính rồi, chê trắng quá đã tính rồi, quá ngon cả nhà ơi. Ổ kiến lửa hay vậy. Tính bị kiến cắn nó chạy qua đó cả nhà. Kiến lửa tại vì nước ngập lên á, nó dạ dạ lên. Quá trời đã, quá phê, quá đã, hấp dẫn quá. Bữa nay anh em mình về là gọi là thành công rồi nha cả nhà. Quá ngon lành. Trời ơi cả nhà coi nè. Tổ kiến lửa như vậy nè. Ăn tính nó đạp lên á, cho nên nó cắn nhỏ quá trời luôn rồi. Quá đã, rồi gỡ đi tính. Gỡ đi. Hồi nãy tiếp tục nha cả nhà, để mình gỡ con cá này mình đi thăm tiếp tục. Rốt cuộc tại sao không dính cái lóc, dính cá chê không á. Quá ngon cá chê trắng này cả nhà. Cá chê trắng thì ở quê mình thì nó cũng như nó giống như là nó muốn không, khá là hiếm á, không còn hàng. Cá này bự hơn cả. Ừ, cá được cá bự hơn cá này ngon.
qua đã tính rồi. Đi đứng né né qua bên đây nè. Hai mồi luôn. Không có đâu, cá chắc cá nó nhỏ. Ở đây nè cả nhà, thì cần có con nhái hồi nãy của mình nè. Mình cắm này mình đứng ở bờ bên kia, mình thấy có dính con cá lóc. Mình nói để chút xíu mình đi qua đây mình dở thì ai ngờ đâu nó làm cái sổn cái xúc luôn. Sấy luôn rồi các bạn. Làm cái sổn. Rồi tụt luốc. Mình rất là tiếc, hết sức tiếc luôn. Mình mới nghe cá táp cái bụng mà không biết ở chỗ nào. Cả nhà thấy con chuột không? Thứ già không? Nó mà mỗi lần mà mình đi bắt á, thì lại không gặp, mà đi bẫy thì không gặp, mà mình đi không đi bơi cắm câu thì lại gặp chuột. Cả nhà thấy chéo ngoe cuộc đời không? Thôi, mình tiếp tục mình đi nha các bạn. Đi nhậu thì thăm câu của mình. Hả? Dính lên con hết á. Đây các bạn coi, đây dính con cá khá là to. Đây một con này cầm đây, trời cá ghê đó. Ở nhà thấy cá táp bủng bủng luôn. Đây hồi nãy lúc đầu mình đi thăm á thì mình đã dính con cá rô, bây giờ lại dính con nữa cả nhà, được hai con, hai con cá rô bí, nhưng mà mình không thả nha, đúng hơn là anh em mình đang túng mồi. Đang túng mồi cho nên không thả, nhỏ quá cũng không thả, tại vì cá này là kiểu mình thu hoạch được rồi, mình mang vô luôn hết. Đây anh em mình dính được hai con cá chê, hai con ếch, hai con cá rô, nhưng mà anh em mình chưa dừng lại, chỉ có một cái số cần câu mà mình cắm ở ngoài kinh này cả nhà. Ở đây là cái con kinh phèn, vì nước nó đã giật xuống thì nó lội cần câu lên, cho nên là mình không cắm được nữa, cho nên ở trên ruộng khu đó thì mình để lại cả nhà, mình để lại chút xíu mình đi thăm thêm một giác nữa, cho nên bây giờ anh em mình đi chạy vô nhà thằng em đây ngồi uống nước trà chơi chút xíu thì quay cho ra thăm giác hai thứ hai nha cả nhà. Bây giờ là mấy giờ tính? Nãy là 9 giờ hơn rồi. 9 giờ, bây giờ là 9 giờ hơn rồi các bạn. Cho nên mình với thằng Tính quay lại lần này là thăm, lần này là nhổ luôn nha các bạn. Cho nên để coi có cái gì không nha. Hồi nãy thì mình đi được là hai con cá chê, hai con cá rô, hai con ếch. Còn lần này là mình 9 giờ mấy rồi. Mình đi lần này là mình không thay mồi nữa mà mình nhổ luôn. Nhổ về luôn các bạn ơi. Phía rồi. Về là nghỉ ngơi được rồi. Vũ luôn, vũ cần luôn đi. Nãy có hơn phần nữa cần câu là mình cắm ngoài sông á. Mình nhổ luôn hồi nãy rồi, bây giờ còn ở đây khoảng hơn chục cần. Không có cái nha. Đây, cần này cũng có cần này nãy giờ sao hết mồi hoài tính. Hả? Dính con cá rô nữa. Đây các bạn coi nó dính cá rô nữa các bạn. Cũng vừa luôn. Trời ơi, nó dính lưới luôn rồi, sảy luôn rồi Tính. Trời ơi, nó dở dữ lắm Tính ơi. Trời ơi, lưới câu nó đứt, lưới câu nó. Sao nó dễ đứt chưa Tính? Nè. Nó dính cái cọng cỏ rồi kéo mà nó cũng vụt lưới câu ra luôn nè. Hết sức các bạn. Dính cọng cỏ lôi lên vậy đó mà nó cũng vụt lưới câu ra luôn. Tối đêm nay mình với thằng Tính thì cắm thì tổng cộng là 29 cần câu. Mình bữa nay hao 1 cần nữa rồi đó. Thành quả của mình với thằng Tính đi cắm tối đêm nay nha các bạn. Đây
hai con cá một con hai con cá chê, hai con cá rô, hai con ếch. Mình tính dính thêm một con cá rô nữa thì cũng được, nhưng mà hai ngày đâu á, hôm thì sấy nãy cũng sấy con cá lóc chỗ này nè các bạn. Thôi tối đêm nay mình xin kết thúc cái video ở đây nha cả nhà. Ừ, quá trời trời trời. Cái nào? Giữ luôn nó mới lặn xuống. Cái gì bự dữ thế? Đó một cái cũng cái cá rô phi. Cá rô phi nha. Thôi mà cá nổi dữ lắm ơi các bạn, nổi lên quá trời luôn. Mình xin kết thúc cái video đây. Các bạn mà có xem cái video của mình á thì đăng ký kênh cho mình với nghe các bạn. Nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh. Thì các bạn bấm thêm lượt chia sẻ nữa thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn gặp lại video sau nha.